Giáng sinh là dịp đoàn viên, là ngày lễ lớn nhất trong năm của nhiều quốc gia trên thế giới. Và mỗi một nền văn hóa, mỗi một quốc gia lại chào đón Giáng sinh theo cách riêng của mình. Phóng sự sau đây sẽ đưa quý vị dạo quanh một vòng thế giới để xem những người dân ở các quốc gia đón Giáng sinh như thế nào. Năm nay ở thủ đô Paris của Pháp, ông già Noel đã không còn đi xe tuần lộc và vào nhà bằng đường ống khói nữa, mà thay vào đó là di chuyển dưới nước với cá mập. Đó là điều bất ngờ mà công viên thủy sinh Paris dành cho du khách trong dịp Giáng sinh năm nay. Và quả nhiên, hình ảnh thợ lặn chuyên nghiệp trong trang phục ông già tuyết bơi lặn cùng những con cá mập khổng lồ và vô vàn các loại cá khác khiến cho du khách, đặc biệt là trẻ em, phấn khích, hồi hộp hơn bao giờ hết. Được biết, tuy các điều kiện an toàn được đảm bảo ở mức độ tối đa, nhưng du khách vẫn được khuyến cáo không nên chụp ảnh có đèn flash hay gây tiếng ồn lớn vì có thể sẽ làm các loài cá giật mình. Giáng sinh không chỉ được chào đón từ trái đất mà còn ở cả ngoài không gian. Các nhà du hành vũ trụ đang làm nhiệm vụ trên trạm không gian vũ trụ quốc tế ISS đã hồi tưởng lại nhiều kỷ niệm đẹp từ các mùa Giáng sinh trước đây và gửi đến những người thân yêu cùng gia đình mình lời chúc Giáng sinh an lành nhất. Và ngay lúc này, từ hàng trăm dặm bên ngoài không gian, họ cũng đang rất hồi hộp chờ đón khoảnh khắc Giáng sinh cùng với gia đình khoa học nhỏ của mình. Giáng sinh không chỉ được chào đón ở các quốc gia phương Tây, mà còn dần trở nên quan trọng hơn ở cả các quốc gia châu Á. Sáng 23 tháng 12, hàng trăm ông già tuyết đã cùng tham gia vào một cuộc thi chạy ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong suốt hành trình 6 km quanh công viên, các ông già Noel này sẽ phải tìm càng nhiều càng tốt các sticker được ban tổ chức giấu sẵn để được nhận huy chương. Ban tổ chức cho biết họ mong muốn với sự kiện này, họ có thể nhắc nhở mọi người về việc cần giữ gìn sức khỏe của mình để tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, đặc biệt là trong dịp lễ Giáng sinh. Tôi thường không có dự định cụ thể nào cho dịp này cả, vì đây là lễ của nước ngoài. Tôi từng sống ở Mỹ nhiều năm, nhưng Giáng sinh ở đó có khi còn không bằng ở đây. Tôi thấy thật hay khi có dịp thế này để các bạn trẻ ra ngoài vận động và tận hưởng chút ánh nắng mùa đông. Những người tham gia cho biết đối với họ, Giáng sinh sớm trở nên quen thuộc bởi đây cũng là một cơ hội để họ gặp gỡ, đoàn tụ với các thành viên trong gia đình, vui chơi cùng bạn bè như bất cứ lễ hội truyền thống nào khác. Ở ngôi làng Rovaniemi, phía bắc Phần Lan, nơi được coi là quê hương của ông già tuyết, sự kiện quan trọng nhất năm đã diễn ra khi ông già Noel chính thức bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới của mình trong dịp lễ Giáng sinh. Mỗi năm, ông nhận được hàng trăm nghìn lá thư từ trẻ em trên toàn thế giới, được nghe các em kể về câu chuyện của mình từ khắp mọi nơi. Và đây chính là lúc ông du hành trên chiếc xe tuần lộc của mình để đến tặng quà cho các em vì đã là những đứa bé ngoan trong suốt một năm qua. Ước nguyện lớn nhất của ta trong Giáng sinh này là chúng ta hãy dành một khoảnh khắc nghĩ đến những ai còn cô độc xung quanh ta. Hãy gọi điện, hãy gửi thư cho người hàng xóm, cho một người bạn lâu ngày không gặp. Thuốc giải tốt nhất cho nỗi cô đơn chính là tình người. Làng Rovaniemi rất gần Bắc Cực, có tới 200 ngày mùa đông vô cùng lạnh giá mỗi năm. Năm nay, ngôi làng thu hút khoảng 160.000 lượt du khách tới thăm, chủ yếu là du khách đến từ châu Á.